giác đại lực, khí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, cảm ơn Hồng Lan. Con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhược Bình kính chào đạo tràng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Machchima Nikaya bài 10 kinh niệm xứ Satipatthana Sutta từ câu 166 đến 169 sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Con chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Đăng. Kính chào tất cả quý đạo hữu tử. Hôm nay rất vui được vào group. Sau thời gian chúng tôi vắng mặt, bây giờ trở lại bình thường và sẽ cùng với thượng tọa Giác Đẳng và chư tôn đức để sinh hoạt ở trung tâm như thường lệ. Có lẽ trong thời gian qua chư tôn đức và chư Phật tử chúng ta vẫn khỏe, và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt đều đặn, không có bị gián đoạn. Và hôm nay là ngày giảng của thượng tọa Pháp Đăng, và rất hoan hỷ thượng tọa. Mặc dù đã đi xa nhưng mà thượng tọa đã có mặt ở trong room để sẵn sàng giảng bài học của mình. Hôm nay chúng ta sẽ học về thọ quán niệm xứ. Phần này chúng ta có những câu hỏi dạng ý. Câu 166, vị tỳ kheo sống quán thọ trên thọ được hiểu như thế nào? Câu 167, quan sát thọ trên các thọ được dạy thế nào? 168, cảm thọ thuộc vật chất hay không thuộc vật chất nghĩa là gì? 169, quan sát thọ trên thọ được áp dụng thế nào? Đó là những cái câu hỏi dạng ý cho bài học hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn. Có phần giảng ý. Sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, giảng sư trường hợp hôm nay sẽ giảng giải
rộng rãi ý nghĩa bài học này. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã nhẫn nhập học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Phong Lan và Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc chánh văn. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2019, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya bài 10 kinh niệm xứ Satipatthana Sutta từ câu 166 đến 169. 166 câu: vị tỷ kheo sống quán thọ trên thọ Bích Khu Quê Đa Na Su Quê Đa Na Nước Bát Sì Viharati được hiểu thế nào? Thọ ở đây là cảm giác. Khi tâm tiếp xúc với cảnh nên phân biệt rõ đây là thuần là cảm giác, như trong Anh ngữ, chứ không phải là cảm xúc vui buồn từ thái độ xử lý cảnh hay phản ứng của tâm. Cảm giác thuộc thọ uẩn, trong khi phản ứng đối với cảnh thuộc hành uẩn. Câu 167: quán sát thọ trên các thọ được dạy thế nào? Tỷ kheo, khi cảm giác lạc thọ biết rõ cảm giác lạc thọ, khi cảm giác khổ thọ biết rõ cảm giác khổ thọ, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ biết rõ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Hai, khi cảm giác lạc thọ trong thuộc vật chất biết rõ cảm giác lạc thọ trong thuộc vật chất. Hai, khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất biết rõ cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hai, khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất biết rõ cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hai, khi cảm giác thọ không thuộc vật chất biết rõ cảm giác khổ không thuộc vật chất. Hai, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất biết rõ cảm giác bất khổ bất lạc thuộc bất lạc thọ thuộc vật chất. Hai, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất biết rõ cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc không vật chất. Cảm giác lạc thọ chỉ có cảm giác dễ chịu, vừa ý. Cảm giác khổ thọ chỉ cho cảm giác khó chịu, không thoải mái. Cảm giác bất khổ, bất lạc chỉ cho cảm giác trung tính, không khả ý, cũng không khó chịu. 168. Cảm thọ thuộc vật chất hay không vật chất? Nghĩa là gì? Theo sớ giải và theo bài kinh số 137 của Trung Bộ Kinh phân biệt sáu xứ thì cảm thọ thuộc vật chất xa mi xa. Chỉ có cảm giác thế tục ghê hasita thuộc cái tâm thương, trong lúc cảm giác thuộc vật chất ni ra mi xa chỉ cho cảm giác từ sự tu tập hay nếp sống nghiêng về tinh thần nekham masita. Dạ, con xin không đọc một đoạn Bali dài mất thời gian của đạo tràng. Nói cách khác, trong lúc tu tập có những cảm giác sanh khởi từ sự tự nhiên, như cảm giác ngồi trên một tòa cụ êm ái, và cũng có những cảm giác đến chỗ đến từ nỗ lực tu tập, như sự đau đớn do cố gắng thiền tọa, những khổ lạc do thói quen, như tự nhiên cảm giác khi nghe một âm thanh ngọt ngào là cảm giác thuộc bản năng, thuộc thói quen, thuộc thế tục thường tình gehasita. Trái lại, những cảm giác khó chịu, dễ chịu hoặc trung tính vốn là hóa sản của sự tu tập cần được ghi nhận là thuộc đời sống tinh thần hay do tu tập nekhammasita. Cũng nên lưu ý cảm giác không khổ không lạc thường khó nhận diện nếu trích, nếu chánh niệm không được không sắc bén vì không nổi bật. Cảm giác này đôi khi cũng bị hiểu lầm là không có gì quan trọng. Thật ra khi quen thuộc thuần thục với đề mục tu tập thì hành giả cũng an lạc trong cảm giác bình thản.
169. Quán sát thọ trên thọ được áp dụng thế nào? Cảm giác vốn vô chừng, có khi rõ rệt, có lúc mờ nhạt, có khi dài, có khi nhanh chóng tan biến, có khi bất chợt, có khi do nguyên nhân rõ rệt. Hành giả cần biết cách quán sát cảnh thọ thế nào là chánh niệm không bị điệu hổ ly sơn. Nói cách khác là khi đi quá xa hoặc quá lâu, ghi nhận cảnh thọ sanh khởi, ngay sau đó trở về với đề mục thường quán như bước chân hai hơi thở. Trong khi không trang bị khả năng quán sát cảnh thọ sẽ khiến hành giả lúng túng khi những cảnh thọ chi phối bất ngờ. Khả năng phân biệt cảnh thọ thường tình, bản dịch thuộc vật chất, hai cảnh thọ do tu tập, bản dịch không thuộc vật chất, giúp hành giả tăng trưởng chánh tinh tấn. Dù thế nào thì đối với tất cả cảnh thọ chỉ ghi nhận chứ không chống đối hai bán víu. Nam Mô Bích Hà Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu. Con kính nhân Bích Thánh Sư ạ. Nam Mô Bích Hà Giá. Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con không Bạch Sư? Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Tâm Hương. Nam Mô Bích Hà Giá. Dạ, một lần nữa chúng con. Dạ, con thả mít nãy giờ, con không thấy sư lên mít, con dân mít đến sư ạ.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ con thỉnh sư cầm bích ạ. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi đang đi xuống dưới chỗ từ tòa Pháp Đăng. Tại từ tòa Pháp Đăng đang ở cách chúng tôi khoảng chừng một công thước. Chúng tôi đang đi xuống từ tòa Pháp Đăng để chỉ từ tòa Pháp Đăng cách giữ cái mic. Hôm qua tòa Pháp Tân, tòa Pháp Đăng đều gặp vấn đề là không cầm mic được. Thật là quý vị khoan hỷ chờ đợi chúng tôi trong giây lát. Trong khi chúng tôi xuống gặp Thượng Đăng, chúng tôi xin được nói một điểm về thọ quán niệm xứ hay là quán thọ đó. Đây là một cái kinh nghiệm đặc biệt rất là cần thiết đối với hành giả tu tín niệm xứ. Cái cảm giác mà dễ chịu hay là đau nhất của thân, thí dụ như mình ngồi bị tê, bị nhức, nó cũng là khổ thọ. Cái nóng, cái lạnh, nó cũng là khổ thọ. Và thậm chí cảm giác buồn chán, cảm giác mệt mỏi, nó cũng một phần nào đó, nó cũng là cảm thọ. Vì vậy khi mà một người tu tập đó, thì phải biết làm thế nào để thắp sáng chánh niệm từ những cái cảm thọ đó, những cảm giác đó. Và nếu mà chúng ta khi tu tập không có cái kinh nghiệm để chánh niệm đối với cảm thọ, thì thông thường chúng ta luôn luôn bị vấn đề là bị chi phối, bị tản tâm, hoặc giả là không thể tiếp tục sự tu tập của chúng ta, bởi vì những cảm thọ đó nó có chi phối rất là mãnh liệt. Thì thưa quý vị có hỷ chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi gặp từ tòa Pháp Đăng này. Dạ quý vị chờ chúng tôi chút nha. Dạ. Giữ gì hả sư? Sư đẩy lên chút xíu. Dạ rồi. À. Sư vừa giữ sư đưa. Ủa sao đem nó đã dừng trò chuyện? Dạ, dạ khi dừng vào chuyện là sư bấm. À, rồi rồi. Dạ. Alo. Hôm qua phải lấy ngón tay vịn hoài, bữa nay thì vịn vô nó cũng màu xanh mà tại lại không có nói chuyện được. À bây giờ thì đã quý vị đã nghe được rồi. Thì ở trong cái bài học hôm nay đó. Cái bài học hôm nay á thì chúng ta học từ cái đoạn 66. Thì nói về cái câu 66 là thọ, ở đây là cái cảm giác sự tiếp xúc ở trên căn và cảnh, do xúc làm duyên nên sanh cảm thọ. Thì chúng ta biết rằng thọ đó chỉ là một cái quẩn, gọi là thọ quẩn. Ở trong đây thì cái hành quẩn và cái thọ quẩn nó khác nhau. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói thêm một chút xíu về trong cái bài học hôm nay đã trình bày đó. Chúng ta thấy rằng thọ nó chỉ là thuần cái cảm giác thôi. Ví dụ chúng ta thấy là cái cảm giác đau đớn của thân. Rồi cái cảm giác lạc là cái dễ chịu của tâm. Rồi cảm giác là cái sự buồn của tâm. Rồi cảm giác hỷ là cái vui, cái vui của tâm. Cảm giác xả thọ là cảm giác cái tâm nó không có hai cái hiện tượng
vui, mình gọi là hay lạc hay khổ, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái xả thọ. Thì nói hành quẩn thì vì hành quẩn nó có nhiều cái sở hữu, ví dụ chúng ta thấy hành quẩn nó có ngoài cái sở hữu xúc, sở hữu xúc đó, thì quý vị thấy họ sở hữu tưởng, sở hữu thọ. Tưởng quẩn là tưởng là quẩn, là một quẩn, thọ quẩn là một quẩn, còn lại xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tắc ý, hay là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục đó, thì mình nên hành quẩn nó có cái phúc hành đó, là những cái sở hữu thiện như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả định thân định tâm kinh thân kinh tâm vô thân vô tâm thích thân thích tâm thần thân thần tâm. Rồi cái phi phúc hành nó có si vô tàm vô quý phóng dật, hoặc là tham tà kiến, hoặc là sân tật lận hối, hoặc là hôn trầm thị miên, hoặc là hoài nghi, nói về hành quẩn bất thiện đó. Còn nói về gọi là cái bất động hành đó, thì chúng ta biết rằng 13 sở hữu tờ tha đó, như là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục đó, là những cái sở hữu mà nó sanh theo những cái phúc hành hay phi phúc hành, được chúng ta gọi là bất động hành. Như vậy thì chúng ta biết thọ nó chỉ là cái sở hữu thọ thôi, thọ quẩn nó chỉ là sở hữu thọ thôi. Như vậy thì muốn nói đến cái sự niệm cảm giác, niệm cảm giác thuần là cái cảm giác, chứ không phải là cái hành quẩn. Có nghĩa là cái cảm giác thuần là cảm giác, ví dụ lạc á, mình thấy cảm giác lạc thôi, chứ còn mình biết cái cảm giác lạc chỉ là cảm giác lạc thôi, chứ còn không phải là cái nó thuộc về hành quẩn thiện hay hành quẩn bất thiện, mà nó thuần là cái cảm giác thôi. Còn nếu mình không hiểu được vậy đó, thì có thể là mình bị lẫn lộn giữa dính hành quẩn và cái thọ quẩn. Nên một cái người khi mà tu tập đó thì mình phải biết như vậy. Tuy rằng chúng ta vẫn biết rằng vi diệu pháp nói bốn danh quẩn nó không có tách rời nhau. Ví dụ khi mà thọ quẩn sanh, tưởng quẩn sanh, hành quẩn sanh đó, thì thức quẩn sanh, bốn cái danh quẩn này nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biến một cảnh. Có nghĩa là đồng sanh lên này, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biến một cảnh. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta niệm về cảm thọ đó, chúng ta chỉ biết là cái thọ, những cái thọ mà lạc thọ, hoặc là khổ thọ, hoặc là bất lạc bất thọ, bất khổ thọ thôi. Nó thuộc về chất hay không thuộc về chất, thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ hiểu là, có nghĩa là do những cái điều kiện gì mà nó, như là mình ăn mình thấy nó ngon ngọt rồi kia nữa, cảm giác dễ chịu như vậy, rồi những cái cảm giác đó chúng ta hiểu rằng đó là cái cảm giác lạc thọ mà nó có liên hệ vật chất. Hoặc là chúng ta bị cây đá gì đè vào thân chúng ta đau đớn, thì chúng ta biết rằng cái khổ thọ này do có vật chất, có nghĩa là do cây cối thì nó đập vào người mình, cái cảm giác đau đớn khó chịu nó sanh khởi. Rồi cảm giác bất lạc bất khổ thọ, ví dụ chúng ta thấy rằng một cái cảm giác mà chúng ta không thấy cái thân mình đau đớn hay là cái thân mình dễ chịu, mà nó chỉ là một cái trạng thái thản nhiên thôi, thì chúng ta hiểu đó là cái cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Nó không có khổ mà nó không có lạc, nó gọi là bất khổ bất lạc thọ. Như vậy thường thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái cảm giác của thọ quẩn nó chỉ thuần là cái thọ quẩn thôi. Chứ không phải nó không có phản ứng như là cái cảnh của thuộc về hành quẩn. Cái nghĩa hành quẩn thì chúng ta biết phúc hành hay phi phúc hành, bất động hành, thì chúng ta có được cái sự phân biệt như vậy đó là do chúng ta có cái sự chánh niệm. Chúng ta có sự chánh niệm để biết được thọ quẩn nó chỉ là thọ quẩn thôi, chứ không phải là hành quẩn. Thì cái điểm này chúng ta sẽ được nghe Chư Tăng trình bày thêm. Nhưng mà thực sự như chúng tôi nói cái gì đó, thì bốn danh quẩn nó sanh thì nó đồng sanh, nó diệt thì nó đồng diệt. Nó nương một căn, ví dụ như thân căn, nó nương vào thân căn, ví dụ một cảm giác đau đớn sanh khởi đó, thì thọ quẩn sanh, tưởng quẩn sanh, hành quẩn sanh, thức quẩn cũng sanh lên, đồng biết một cảnh xúc do cái vật gì đánh vào cái thân của chúng ta. Như vậy thì một cái người hiểu biết được như vậy đó, thì chúng ta quan sát cái thọ quẩn. Cái thọ quẩn có nghĩa là đối với cái cảm giác lạc thọ. Lạc thọ ở đây thì chúng ta thấy rằng
một cái cảm giác mà nó dễ chịu. Thí dụ chúng ta thấy chúng ta từ ở lúc mà chúng ta đi ngoài đường chúng ta mỏi mệt, chúng ta được 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 đến chỗ và chúng ta được nằm ở trên cái tấm nệm, một mái quạt hay một mái điều hòa làm cho chúng ta mát mẻ dễ chịu. À, một cái sự dễ chịu như vậy, thì đó là cảm giác là lạc thọ. Hay là chúng ta bị bão tuyết, hay là chúng ta bị không khí lạnh làm cho cái thân mình lạnh như là cắt da vậy đó, nhưng mà khi mình vào một chỗ nào đó nó không có cái ngọn gió của tuyết, nó không có ngọn gió của lạnh đó, thì chúng ta thấy dễ chịu. Bởi thường thường chúng ta biết rằng đối với diệu pháp ấy, thì cái lửa nó nóng và lửa lạnh. Lửa nóng là nó thiêu đốt. Chúng ta biết rằng lửa nó có một cái loại lửa lạnh. Lửa lạnh đó là cái lửa mà làm cho chúng ta khó chịu, khổ sở. Ví dụ chúng ta thấy lạnh nó vẫn giết người ta chết, nhưng mà lửa làm cho chúng ta bỏng da, bỏng thịt. Lửa làm con người mình thấy đen thì nó cũng là một cái loại lửa, nhưng mà chúng ta hiểu đó là lửa, lửa nóng. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái cảm giác lạc thọ là một cảm giác không có bị nung nấu của thân, nó cũng không bị nung nấu của thân. Bởi vậy chúng ta nói rằng khổ thọ đó là cái sự nung nấu mà làm chúng ta chịu không được. Nên khi mà chúng ta bị kẹp cái cửa, thì cái cửa nó làm cho cái ngón tay chúng ta đau, rồi nó tét ngón tay chúng ta. Như vậy thì chúng ta có cái cảm giác đau đớn, cái cảm giác nó nung nấu, nó làm cho mình phải rên rỉ, hoặc là mình la, mình hét. Thường thường chúng ta thấy rằng những cái người mà họ bị la hét như một người mà chết đó, thì xe nó cũng cán cái xác ra làm... cái xác đã tan nát, nhưng mà cái xác đó nó không có la hét vì nó không có tâm thức. Và chính cái phản ứng của tâm á, nên nó chúng ta mới cảm giác khổ mà chúng ta hét la khóc lóc đấm ngực bứt tóc dậm chân, mặt mày đầm đìa nước mắt, mà trong kinh mô tả về cái sự đau đớn mà mình không có được vừa lòng, không có được toại ý đó, thì mình bứt tay đấm ngực dậm chân than thở, mặt mày đầm đìa nước mắt. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái cảm giác như vậy đó thì là cái cảm giác đau đớn của thân, thì chúng ta gọi là thọ khổ. Cái cảm giác nung nấu của tâm chúng ta gọi là thọ ưu. Cái thọ ưu thuộc về tâm thọ, còn cái thân thọ nó thuộc về thọ khổ. Rồi cái thân thọ đó nó thọ khổ như vậy thì cái tâm nó thọ ưu. Mà cái thân thọ lạc thì cái tâm thọ hỷ. Cái thân thọ lạc ở đây thì chúng ta biết rằng cái lạc thọ của thân là chúng ta có một cái cảm giác dễ chịu ở trên thân. Cảm giác dễ chịu trên thân. Thì cảm giác dễ chịu trên thân thì chúng ta gọi là lạc thọ. Nhưng cái tâm chúng ta nó có một cái niềm vui. Chúng ta gọi là hỷ thọ. Một cái lạc thọ mà ngũ thiền hay là tứ thiền, vì chúng ta biết rằng ngũ thiền nó có 11 tâm, sơ thiền nó tương ưng với lạc thọ. Nếu mà học vi diệu pháp đó thì có một hàng 11 tâm là tương ưng với cái lạc thọ. Mà lạc thọ này đó là cái lạc thọ do chứng đắc được thiền định thần thông thắng trí đạo quả mà những cái lạc thọ này nó sanh khởi. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái cảm giác của thọ đó thì chúng ta phân biệt ra. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy được cái cảm giác của các cái cảm thọ, cái cảm giác của cảm thọ. Mà tập khởi của thọ đó chính là xúc. Do sự cảm xúc mà nó sanh lên cái cảm thọ. Do cái sự xúc chạm nó sanh lên cái cảm thọ. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái cảm giác bất khổ hay là bất lạc thọ, cảm giác của xả thọ nó sanh khởi đó, thì chúng ta biết được cái đó là cảm giác của xả thọ. Trong những cái bài kinh mà chúng ta được học và được trình bày đó, nó ví dụ là
một cái dấu chân được đạp bên đất ở bên đây, một cái dấu chân được đạp bên đất bên kia, ở giữa là cái tảng đá. Tảng đá nó có những cái dấu chân, nhưng mà cái dấu chân nó không có in xuống nên người ta không nhìn thấy. Và cái đất bên kia được cái dấu chân đè lún xuống, chúng ta thấy bên đây cái giữa tảng đá đó thì chúng ta cũng nhìn thấy hai bên hai dấu chân. Thì hai bên hai dấu chân này chúng ta được ví dụ như bên đây là khổ thọ, bên kia là lạc thọ, ở giữa là xả thọ, bất khổ bất lạc thọ, chúng ta biết đó là xả thọ. Như vậy, nói như vậy thì một cái người khi tu tập đó, thường thường chúng ta thấy trong cái bài kinh tiểu kinh Phương Quảng, giữa vị thánh ni Tâm Má Đinh Na với ông Thiện Nam Quy Sa Kha đó, thì ông Thiện Nam Quy Sa Kha có hỏi thánh ni Tâm Má Đinh Na cái lạc thọ nó có cái khuynh hướng là gì, nó có cái tùy biên là gì. Thì vị thánh ni Tâm Má Đinh Na mới rằng cái lạc thọ nó có cái khuynh hướng của tham tùy biên. Riêng về cái khổ thọ thì nó có khuynh hướng về cái gì? Thì nó có khuynh hướng về sân tùy biên. Rồi cái cảm thọ bất khổ bất lạc thọ nó có khuynh hướng là gì? Khuynh hướng của vô minh tùy biên. Có nghĩa là chúng ta thường, quý vị thấy ở đời đó, một cái niềm vui hay một cái nỗi khổ đó, thì chúng ta không thấy trống vắng. Nhưng mà khi cái cảm giác nó xả thọ đó thì chúng ta thấy trống vắng. Chúng ta đi tìm những cái cảm giác vui. Nên thường thường quý vị thấy ở đời, người ta ở nhà đó, lúc mà có chuyện buồn hay chuyện vui đó thì chúng ta rất là dễ biết. Nhưng mà lúc mà không có chuyện gì đó, người ta thấy một cái sự trống vắng. Cái sự trống vắng đó khiến cho họ đi tìm những cái trò chơi, tìm bạn bè, tìm cái phương cách giải trí. Thì chúng ta biết là họ tìm lại như vậy. Chính vì như vậy đó, nên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta là khi tu tập đó, thì chúng ta phân biệt từng cái loại cảm giác hễ, và chúng ta cũng phòng ngừa cái sự khuynh hướng của họ, của những cảm giác đó. Hễ lạc thọ nó khuynh hướng của tham tùy biên, và cái khổ thọ nó có khuynh hướng của sân tùy biên, mà bất khổ bất lạc thọ nó có khuynh hướng của vô minh tùy biên. Như vậy những cái cảm giác nó thuộc vật chất. Thí dụ chúng ta thấy rằng chúng ta lạnh, chúng ta được mặc cái áo ấm, mà cái áo ấm làm cho cái thân nhiệt chúng ta nó không có bị buốt. Như vậy thì cái cảm giác lạc thọ này đó nó thuộc vật chất. Nhưng mà khi chúng ta tu tập á, khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta đạt được sơ thiền một cái cảm giác hỷ lạc á, do ly dục á, thì chúng ta biết rằng cái cảm giác này nó không thuộc vật chất. Cái cảm giác này nó thuộc về cái mãnh lực của thiền định. Cái mãnh lực của tâm định, nó có cái cảm giác nghĩa là hỷ lạc hay là ly 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 hỷ trú xả, một cái trạng thái của ngũ thiền xả niệm thanh tịnh. Thì những cái cảm giác đó đó được Đức Phật ngày nói khi một cái vị mà hành giả, một người tu tập đó, thì họ phải phải có cái sự phân biệt những cái cảm giác như vậy. Bất luận là cái cảm giác nào mà nó sanh khởi thì chúng ta chỉ biết là cảm giác. Vì do cái xúc sanh khởi nên thọ sanh khởi. Những cảm giác sanh khởi, ví dụ chúng ta thấy do nhãn xúc. Nhãn xúc là mắt chúng ta nhìn cảnh sắc, thì cái nhãn thọ sanh khởi. Và cái thọ này đó, nó có liên hệ đến những gì vật chất. Vật chất là những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta vui. Thí dụ chúng ta thấy một cái bức tranh chúng ta vui, chúng ta thấy cái áo đẹp chúng ta vui, chúng ta thấy cái ngôi nhà đẹp chúng ta vui, chúng ta thấy vật dụng trong nhà chúng ta có chúng ta vui. Thì chúng ta hiểu cái đó nó thuộc về sắc, nó thuộc về cảnh sắc, do nhãn căn nhìn thấy cảnh sắc, những cái gì mắt thấy mà chúng ta cảm thấy vui. Rồi cảnh thinh là những cái gì chúng ta nghe, chúng ta nghe một bản nhạc mà nó hay, chúng ta ưa thích, rồi chúng ta nghe một cái âm thanh rên rỉ chúng ta buồn, cái âm thanh khóc lóc đó, rên rỉ chúng ta buồn. Thì chúng ta hiểu rằng do cái vật chất này, do cái cảnh thinh này mà chúng ta khởi lên cái sự buồn bã, cái sự u bi.
hay là chúng ta nhìn thấy một người chết, chúng ta buồn, chúng ta khóc, thì như vậy chúng ta hiểu rằng cái vật chất ấy, nó là như vậy. Hay là chúng ta ngửi mùi thúi, chúng ta thấy khó chịu từ một cái người nào đó họ xả cái mùi thúi, mình gọi là đánh rắm, làm cho mình khó chịu. Như vậy thì chúng ta hiểu những cái cảm giác nó liên hệ đến vật chất là những cái gì thuộc về sắc pháp, từ cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà riêng về cảnh pháp thì chúng ta hiểu rằng những cái đó nó có thể là bắt cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có thể bắt cảnh 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 chúng ta gọi là thiền định, cái cảnh mà chúng ta bắt được đắc đạo quả, mà chúng ta gọi là cảnh niết bàn, cảnh đáo đại, hay là cảnh 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 dục giới. Thì tùy tùy chúng ta bắt những cái cảnh đó, nhưng mà cái cảnh đó nó không có liên hệ vật chất, mà chúng ta biết là những cái cảnh thọ này nó không liên hệ vật chất. Còn những cái gì mà nó do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, ví dụ do chúng ta ăn vào cái miệng, chúng ta uống vào cái lưỡi, chúng ta uống vào miệng đó, thì cái lưỡi nó cảm giác, thì chúng ta hiểu đó là những cái cảm thọ liên hệ vật chất. Như vậy thì chúng ta biết rằng là những cái cảm thọ không liên hệ đến vật chất á, nó có nhiều khi nó sanh khởi do cái mãnh lực tâm định của chúng ta, mãnh lực của tâm chúng ta, hay là mãnh lực á, nó có những cái mãnh lực không có thể là ngay trong hiện tại này, mà nó là những cái điềm mộng báo cho chúng ta có những cái cảm giác. Chúng ta thấy giống như là vua Bersenedi nằm mơ thấy những cái điềm mộng và đi hỏi Đức Phật. Thì những cái điều đó nó không phải là chúng ta thấy hiện tại, mà nó là những cái điều gì nó xảy ra trong tương lai về sau này. Thì chúng ta hiểu rằng những cái cảm giác đó nó sanh khởi. Thì Đức Phật Ngài biết được những cái gì Ngài phân biệt ra cho chúng ta, và chúng ta là những người tu tập đó, thì chúng ta học từ những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy. Những cái cảm giác liên hệ vật chất hay là không liên hệ vật chất, thì chúng ta biết được được như vậy. Khi mà chúng ta ngồi mà ngồi lâu á, thì những cái cảm giác nó đau đớn á, thì nó không phải là do vật chất, mà do cái cảm thọ nó tự biến hoại. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy, chúng ta phải biết rõ ràng như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi á, mà nó cái tọa cụ nó làm chúng ta dễ chịu, hay là chúng ta ngồi mà đá nó đâm vào chân chúng ta khó chịu, đó là cảm giác khổ thọ hay là cảm giác lạc thọ của vật chất. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi lâu á, thì cái cảm giác đau đớn, thì cái này nó thuộc về cảm giác chúng ta do chúng ta tu tập. Một cái cảm giác mà do cái cảm thọ nó sanh lại do chúng ta ngồi lâu như vậy đó, nó khó chịu như vậy, thì chúng ta biết rằng nó không phải là vật chất, mà chỉ là những cái cảm thọ nó biến hoại. Bởi thường thường chúng ta biết lạc thọ và hễ mà nó tồn tại gọi là lạc, biến hoại gọi là ngủ. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì những cái gì mà nó tồn tại đó thì nó là lạc, nhưng mà nó biến hoại, nó trở thành khổ. Nên khi chúng ta ngồi chúng ta đi chúng ta khó chịu, nhưng mà khi chúng ta ngồi xuống chúng ta dễ chịu. Nhưng mà ngồi lâu thì cảm giác của đau nhức, cảm giác của đau lưng này kia nọ, thì chúng ta biết rằng những cảm giác này đó là những cảm giác nó có thể do cái cảm thọ từ trong mà cái sự ngồi thiền của chúng ta. Một lúc một hồi thì nó sẽ vượt qua cái cảm giác này. Do chúng ta tinh tấn nỗ lực chúng ta có thể chứng được thiền, thì một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, thì trước đó là một cái sự trở ngại, sau đó là một sự hanh thông của cái tâm định. Bởi khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta có phân biệt như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng lúc mà chúng ta ngồi là những cái cảm giác, và những cái cảm giác này đó là những cái cảm giác không có liên hệ vật chất. Từ cái cảm giác của ngồi thiền nó có những cái hiện tượng của khổ khổ thọ, nhưng mà rồi nó sẽ vượt qua những cái khổ thọ đó, nó có những cái lạc thọ hỷ lạc do cái năng của thiền định ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái khổ thọ là nó làm chúng ta khó chịu, những cái khó chịu đó, nhưng mà rồi cảm giác lạc thọ dễ chịu. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta biết rằng những cái cảm giác chỉ là cảm giác thôi,
Những cảm giác này là trong kinh Đức Phật mô tả, nó là vị ngọt của thọ. Vị ngọt của thọ là khi mà chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng ta tìm những cái cảm giác ở trong những cái thiền chứng đó đó, đó gọi là cái vị ngọt. Nhưng mà khi thiền nó bị hoại, đó là nguy hiểm. Và một cái vị tu tập thiền quán biết rõ cái trạng thái vị ngọt và nguy hiểm, nên vị đó tu tập để thoát ly. Như là bài kinh Đại Khổ Uẩn, Đức Phật ngày tuyên bố không có một người ngoại đạo nào có thể biết được cái vị ngọt của thọ, nguy hiểm của thọ và cả sự xuất ly thọ. Chỉ có Đức Phật và đệ tử của Đức Phật biết được vấn đề này. Vấn đề đề này được Đức Phật vị chánh đẳng chánh giác trình bày giảng dạy để cho những cái người đệ tử của Đức Phật tu tập. Thì chúng ta biết rằng những cái cảm giác nó thuộc vật chất hay là không thuộc vật chất, những cái cảm giác này chỉ là cảm giác mà thôi, chứ không phải đó là một cái hạnh phúc mà chỉ có niết bàn, niết ba năng ba ra măng xuất khăn, chỉ có lạc của niết bàn. Và lạc của niết bàn đó là lạc vượt lên, mà trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn nói rằng cái vị ngọt của cảm thọ, cái nguy hiểm của cảm thọ và cái sự xuất ly cảm thọ. Một cái hạnh phúc an lạc khi mà không còn phiền não, mình chúng ta gọi là phiền não niết bàn đó. Rồi chúng ta có cái cảm giác khó chịu, dễ chịu của thân, của tâm, thì chúng ta nói cái gì đó, những cái cảm giác, bởi vì chúng ta biết rằng nói về vi diệu pháp đó, thì cái tâm thân thức á, thọ khổ á, nó có cái bản chất của nó là khó chịu. Cái tâm thân thức thọ lạc á, nó cái bản chất của nó là dễ chịu. Rồi cái thân thọ khổ và cái thân thọ ưu đó, cái tâm thọ ưu và cái tâm thọ hỷ đó là liên quan đến cái thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Còn lại đó thì có những cái tâm đó mà nó có cái cảm giác nhưng mà nó không có liên hệ đến vật chất, thì chúng ta hiểu rằng những cái vấn đề đó được tu tập, được kinh nghiệm, và được trình bày, được giảng dạy theo cái cách của các vị thiền sư đó, chỉ dạy cho mình từng ly từng tí. Nhưng mà trong kinh đó, Đức Phật ngài cũng mô tả những cái cảm thọ và ngài dạy những cái cảm thọ đó nó thuộc về vật chất hay là không là vật chất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ nào đó mà nó thuộc về thế tục, thì mình thấy như là mắt nhìn thấy cái người phụ nữ đẹp, hoặc là tai nghe cái âm thanh hay của người phụ nữ, hoặc là ngửi được cái mùi hơi từ cái thân người phụ nữ, và thân xúc chạm từ giữa hai người, thì những cái điều đó đó được cho chúng ta biết rằng đó là những cái cảm thọ nó vật chất, nó thuộc về thế tục. Và những cái cảm thọ mà nó cảm giác từ cái sự tu tập, cái nếp sống nghiêng về tinh thần, có nghĩa là chúng ta an trú những cái tâm mà tu tập từ cái sát na định hay là cận định hay là kiên cố định, ở trong những cái đề mục thiền định mà chúng ta đạt được những cái hiện tượng từ cái sự tu tập đó. Và trong kinh mô tả là những cái thiền định mà chúng ta tu tập được đó là do chúng ta tu tập ở trên cái đối tượng đó, tâm nó sanh lên những cái cảm giác đó, thì những cái cảm giác đó dù nó không có liên hệ vật chất, nó liên hệ đến cái sự tu tập, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn dạy chúng ta biết rằng những cái điều đó chúng ta cũng nên quán thấy nó là vô thường, vì do cái sự tu tập của chúng ta mà nó đạt được những cái cảm giác, những cái cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, những cái hiện tượng đó nó đều là những cái hiện tượng của pháp hữu vi. Nói như vậy thì chúng ta thấy một cái cách tu tập để niệm, để có những cái cảm giác sanh khởi, những cái cảm giác được tu tập đó, dù là chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải vượt qua những cái trở ngại, những cái trở ngại. Ví dụ chúng ta nghe nói một cái tệ cuốn chiếu,
là cái sự tu tập mà chúng ta cảm thấy tự nhiên chúng ta buồn chán, chúng ta không muốn sống trong đời sống phàm hạnh, chúng ta không muốn sống trong đời sống tu tập, và chúng ta muốn trở lại cái đời sống thường tình. Nên các vị thiền sư gọi là cái tuệ cuốn chiếu, có nghĩa là một cái cảm giác ở trong tâm của chúng ta đó, chúng ta cảm thấy buồn chán, chúng ta cảm thấy buồn chán. Thì những cái người nào tu tập đó, họ cũng phải trải qua những cái trường hợp như vậy, họ cũng phải trải qua những cái trường hợp như vậy. Nên thường thường cái tuệ, cái từ những cái tuệ yếm ố tuệ hay kinh hải tuệ, quả quạng tuệ, dục thoát tuệ, hay chuyển tộc tuệ, hay là hành xả tuệ, hay là đạo tuệ quả tuệ đó, thì những cái trạng thái tâm, những cái trạng thái tâm thiền nó đều có cảm thọ. Chúng tôi đã nói gì, tâm sanh thì thọ sanh, thọ sanh thì tưởng sanh, tưởng sanh thì hành sanh, bốn danh quỷ này đồng sanh. Trong một cái cảnh nào đó nó phải có danh và sắc. Danh là cái bốn danh quỷ này, sắc là cái sắc thân của chúng ta, do cái cảm xúc sanh khởi, nó có liên hệ vật chất hoặc là không liên hệ vật chất, được phân biệt tỉ mỉ như vậy. Như vậy thì giờ chúng ta thấy khi mình tu tập một cái cảm giác khổ thọ lạc thọ tự nhiên do cái thói quen. Thường thường chúng ta thấy rằng chúng ta một cái người thích nghe nhạc, hoặc là một cái người thích nghe chèo, một cái người thích nghe nhạc hoặc ghét nghe chèo đó, thì nghe cái tiếng hát chèo thì họ rất là khó chịu. Một cái người mà thích nghe chèo họ không thích nghe nhạc thì nghe cái tiếng nhạc họ lại khó chịu. Trừ khi nào họ có những cái thói quen là họ thích nghe chèo, thích nghe nhạc. Nên thường thường quý vị thấy ở đời người ta xung đột với nhau đó, người ta có vì cái cảm giác này. Cái cảm giác này có nghĩa là những cái thói quen của họ, và những cái thói quen đó đối với người khác không thành thói quen. Không thành thói quen thì họ không ưa thích. Một cái người nào có cái cảm giác đối với những cái thói quen đó, thì những cái gì mà họ quen thấy, quen nghe, quen ngửi, quen nếm, quen đụng, quen với cái sinh hoạt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây của họ, thì nó trở thành cái thói quen. Và những cái cảm giác nó sanh khởi, nếu mà ai phủ nhận những cái thói quen của họ đó, thì họ gọi là mình không biết hưởng thụ, hay là không biết cái điều đặc biệt trong những cái điều đó. Nên thường thường những người họ vẫn tự hào, họ biết nghe nhạc, họ biết nghe đàn, họ biết nghe nhạc không lời, hoặc là họ biết nghe sáo, nghe tù, hoặc là nghe trống, nghe thèn la, hay là nghe những cái âm điệu. Họ đặc biệt tuyên bố mình là người sần sỏi. Nhưng mà thật sự đó là những cái cảm giác quen, và những cái cảm giác đó mình nói lên đó, thì có nhiều người họ không có những cái cảm giác quen như mình, nên họ không có đồng tình với mình. Thì mình sẽ dùng những cái lời qua tiếng lại. Nên Đức Phật ngày thường nói, chúng ta thấy những người họ nói về 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 những cái chiến binh sự, hoặc là voi sự, hay là những chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện con nít, chuyện người lớn, chuyện bến nước, những câu chuyện tập thoại như vậy đó mà mình không thích đó, thì người ta nói, mình nói người ta nói xàm. Nhưng mà khi mình nói người ta không thích đó, người ta cũng nói mình nói xàm. Nên đó, khi mà chúng ta tu tập đó, nó trở thành một cái sự chánh niệm tỉnh giác, để chúng ta hiểu biết được những cái thói quen đó, nó có thể gây ra cái sự xung đột giữa người này và người kia. Nên chúng ta thấy ở đời sống, những cái cảm giác này đã làm cho người ta xung đột lẫn nhau. Và đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết được những cái cảm giác là cảm giác mà thôi. Những cái cảm giác đó là những cái thói quen. Và những cái thói quen đó, nếu mà chúng sanh này không có chịu từ bỏ, không có chịu từ bỏ những cái thói quen đó, và những cái tham ái được hình thành từ những cái thói quen đó, họ sẽ tiếp tục tái sanh theo thói quen của họ. Như là các đồng trong bài kinh Đại Khổ Quẩn, Đức Phật này nói một cái người ăn mà họ không có chánh niệm tỉnh giác, họ không quán xét được vật thực, họ thích ăn những cái loại rau củ, ví dụ như họ thích ăn những cái loại rau cỏ, nhưng mà nếu họ không có diệt trừ tham ái thì họ sẽ sanh làm những cái loại voi, làm những cái loại trâu, loại bò, những loại dê cừu,
khi sanh ra làm con dê, con cừu, con bò đó, thì mắt nó nhìn thấy cỏ đó, thì nó tự nói rằng ta hãy đến để ăn, ta hãy đến để ăn, và nó đến nó ăn cỏ. À, chính trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn đó, Đức Phật ngài đã dạy như vậy. Rồi những cái loài mà nó thích ăn xác chết, xác chết đó, nếu mà nó không có chánh niệm tỉnh giác trong vật thực đó, tham ái sanh khởi đó, nó sẽ tái sanh làm những cái loài giả can, những loài chó chóc. Khi mà nó sanh ra và nó thấy những cái xác chết đó, thì nó tự nói với nhau là hãy đến đây ăn, hãy đến đây ăn, và nó chạy đến đó nó ăn. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái cảm giác được hình thành, nó cũng được hình thành cái nghiệp tập khởi. Chúng tôi còn bữa hôm trước chúng tôi nghe trong Tăng Chi Bộ Kinh có một cái đoạn mà Đức Phật ngài nói về cái tập khởi của nghiệp đó, là cái tập khởi của xúc. Còn mấy bao nhiêu giờ, 30 phút nữa. Biết đi đâu cô Bảy? Thôi đi đi, không đi, không đi đâu. Cô Bảy đi đi, cô Bảy đi mới suy đi. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà họ không biết những cái cảm thọ như vậy đó, thì họ khó có thể có chánh niệm sắc bén. Vì thường thường chúng ta biết rằng đối với Đức Phật á, ngài dạy chúng ta để thoát ly luân hồi, nên á, những cái thói quen của các cái loại cảm thọ đó được chúng ta nhận diện. Những cái thói quen đó chúng ta có thể hiểu đó là một cái duyên gọi là thường cận y duyên. Và cái thường cận y duyên bất thiện á, nó thường dẫn vào cái sự tái sanh trong các cái cảnh giới đọa xứ, những cái loài súc sanh, những cái cảm giác đó. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng cho đến khi mà những cái người họ bỏng sẻn đó, thì họ liên tiếp những cái vật chất mà họ không bao giờ giảm bố thí. Và chính những cái cảm giác của ưa thích vật chất họ bỏng sẻn như vậy. Mình xin tôi biết và thưa quý đạo hữu, chúng tôi sẽ bước vào tạo luận phần thảo luận để thi tòa pháp đăng có ít thời giờ chuẩn bị. Lát nữa thi tòa pháp đăng sẽ trả lời với tất cả chúng ta. Bạch thi tòa từ siêu, thi tòa có mặt ở trước máy và thi tòa có nghe được không? Nếu thi tòa từ siêu đang có mặt ở trước máy, xin thi tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, thấy thì tổ pháp đăng đưa tay, xin thỉnh thì tổ pháp đăng. Dạ. Dạ, và thì tổ thiệt siêu, thì tổ có mặt ở trước máy không? Nếu thì tổ thiệt siêu đang có mặt ở trước máy và nghe được, kính thỉnh thì tổ quan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Thưa quý vị, chúng tôi không thấy thượng tọa thiền sư đưa tay. Xin được tiếp lời của thượng tọa pháp đăng. Trong lúc chờ đợi thượng tọa thiền sư, và có vị nào hoan hỷ PM dùng cho thượng tọa thiền sư, và nếu thượng tọa thiền sư nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Thưa quý vị, con người chúng ta sống đó, cũng như tu tập đó, đều phải có một cái ý thức về cảm thọ hay là cảm giác ảnh hưởng tất cả chúng ta như thế nào. Các vị thiền sư thường dùng một cái cụm từ gọi là chìm ở trong cái cảm giác,
hay là chìm ở trong cảm thọ. Ví dụ như là mình sống mà mình có một niềm vui, và niềm vui đó hầu như là bao phủ lấy đời sống của mình, và nhiều lúc những thứ đó đã làm cho chúng ta mất đi cái định hướng. Niềm vui đó như vậy, còn cái nỗi khổ và cái sự ưu bi buồn phiền nó cũng nuốt chửng lấy chúng ta. Và một chuyện mà đáng sợ hãi hơn hết đó là cái cảm giác thản nhiên hay là không khổ không lạc. Cảm giác này nếu một hành giả không có đủ bản lãnh để ghi nhận thì sẽ dẫn chúng ta đến cái tình trạng gọi là tâm tư muội lược. Khi mình chúng ta nói đến tâm tư muội lược có nghĩa là người đang sống trong cái cảm giác không khổ không lạc, tự nhiên mình cảm thấy đời sống nó trống, đời sống nó vô nghĩa và nó trở nên lừng khừng. Chúng tôi tạm dùng cái chữ lừng khừng ở đây nghĩa là không có phản ứng. Đôi khi mình hiểu đó là vô cảm, nhưng mà kỳ thật thì nó chỉ là một thái độ của chúng ta đối với cảm giác thôi. Mỗi ngày chúng ta thức dậy thì chúng ta thường có cái khuynh hướng là muốn đi tìm một cái sự hào hứng, tìm một niềm vui, hay là chúng ta cố để né tránh cái khổ. Và điều này nó chi phối lớn đến cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi có một vài lần nhắc về lời dạy của Ngài Kim Triệu khi mà Ngài hướng dẫn về tứ niệm xứ đó. Ngài nói rằng chúng ta có cái khuynh hướng là đi trốn những cái cảm giác. Khi mà mình thay đổi đi đứng nằm, mình ngồi một lúc mình cảm giác buồn chán, mình ngồi một lúc mình cảm thấy tê nhức. Và chính cái cảm giác này khiến cho chúng ta có cái ý nghĩa là mình phải đổi cái tư thế, đổi cái chỗ ngồi, đổi cái sinh hoạt để làm gì? Để đi tìm một cái cảm giác nào đó. Và chính vì vậy, thưa quý vị, chúng ta liên tục là từ chối cảm giác này để đi theo cảm giác khác. Và nếu mà chúng ta để ý thấy rõ thì con người hay là chúng sanh đó thường là đuổi bắt, buông cái này chụp cái kia. Mà trong trong kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật Ngài dạy về chữ tanh ha đó, có nghĩa là đi tầm cầu cái này và cái khác. Khi mà chúng tôi có thời giờ sống ở trong rừng ở Đôn Mương, thưa quý vị, một cái nơi mà gần biên giới của Miến Điện và Thái Lan, thì lúc đó buổi sáng đi vào trong làng khất thực rồi thọ thực xong đó, thì buổi trưa, thưa quý vị, lần đầu tiên chúng tôi cảm giác một cái đàn khỉ mà có lẽ trong đời chưa bao giờ thấy đông như vậy, có thể là cả hàng mấy trăm con khỉ. Dạ, nó đi ngang qua một cái nó đi qua ngang cái khu rừng nơi mà chúng tôi đang ở, và nó truyền từ cành này qua cành khác. Chúng tôi có cảm giác như là một cái cơn mưa rào, và cái âm thanh của nó rất là lạ khi mà có một đàn khỉ đi qua. Tuy nhiên một điểm mà chúng tôi đặc biệt để ý đó là không biết là có cái giờ nào ở trong ngày mà loài khỉ ngừng nghỉ. Tuy nhiên lúc mà chúng tôi mục kích những con khỉ đó thì chúng tôi thấy rằng những con vật này, những con khỉ này luôn luôn là đứng ngồi không yên. Dạ, đứng ngồi không yên có nghĩa là nó đứng ở trên cành này, rồi nó lại chuyền qua cành khác, rồi chuyền qua cành khác. Và nó không thể nào ngồi lại ở trên một cái nó không thể ngồi yên ở trên một cái thân cây một cách điềm đạm được, bởi vì người ta nói là khỉ khọt. Khỉ khọt tức là người không có yên. Thì thứ gì khi mà nhìn thấy điều này thì chúng tôi chợt nhớ đến lời dạy của các vị thiền sư là những cái cảm thọ trong cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn đi đuổi bắt, và chúng ta chạy theo những cái cảm giác, và những cảm giác này cần được ý thức, và ý thức một cách rất là ý thức rất là một cách rất là rõ ràng bằng chánh niệm. Nếu mà chúng ta không có ý thức bằng chánh niệm thì chúng ta thường rơi vào trong tình trạng như là gọi là tâm viên ý mã, tức là cái tâm thức của chúng ta nó cứ đuổi bắt theo cảm giác này, đuổi bắt theo cảm giác khác.
Để quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Và chúng tôi nhắc quý vị Phật tử là trong lúc chúng tôi đang nói chuyện đó, nếu quý vị có thể liên lạc được với Thượng tọa Từ Siêu, và quý vị nào có thể liên lạc Thượng tọa Từ Siêu, quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết để chúng tôi thỉnh Thượng tọa Từ Siêu trả lời câu thảo luận đầu tiên. Và bây giờ thì có Thượng tọa Pháp Đăng ở trên, Thượng tọa Pháp Đăng đã sẵn sàng. Có lẽ là thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ. Dạ, đã thấy Thượng tọa Từ Siêu. Bạch Thượng tọa Từ Siêu, cái quan điểm của người ta đó là cái cảm thọ hay là cảm giác không khổ không lạc ấy, thì nó đồng nghĩa với cái không có cảm giác. Và người ta nói khi cảm giác là khi nào mà mình có khổ lạc ưu hỷ thì mới là cảm giác. Mà cái cảm giác xả hay là không khổ không lạc ấy, thì mình nó là không cảm giác. Thì cái không khổ không lạc ở đây có phải là không cảm giác hay không? Xin kính trình Thượng tọa quan hỷ giải về điểm này, kính thưa Tổ sư. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Cái không cảm giác có nghĩa là không có cái thọ muốn, nó không có hiện hành cái thọ muốn. Như một người họ bị bệnh, họ tê cái chân, họ mất cảm giác, tức là khi mà sờ đến họ không có cái cảm giác được, thì cái đó mới gọi là không cảm giác. Còn cái mà cảm giác bất khổ bất lạc đó, thì đó là thọ sản, cũng là thọ. Cho nên cái cảm giác bất khổ bất lạc ở Đức Khổng Mát Xuất Phát Vedana đó, nó khác với cái trường hợp là Avedana. Avedana là không cảm giác, nó khác đi. Hai cái này nó không có thể giống nhau được. Ở đây chúng ta có hai cái cụm từ mà chúng ta phải để ý. Cái thọ bất khổ bất lạc á, tức là chỉ cho thọ xả. Và cảm giác bất khổ bất lạc á, tức là cảm giác thọ xả. Còn cái không cảm giác, tức là không có cảm thọ, như là cái loài vô tri giác, là nó không có cảm giác. Cái máy mà chúng ta sử dụng đó, người ta lập trình, thì ở trong đó nó ghi nhận. Thí dụ cái iPhone của chúng ta thì nó có cái chức năng, tức là nó hiểu được, nó ghi nhận được cái dấu vân tay khi mình cài đặt, mà để cũng như là khóa cái máy lại. Bằng cách là mình khóa bàn phím bằng vân tay. Khi chỉ có vân tay của chính mình đưa lên ngay chỗ đó thì máy nó mới hoạt động. Mà nếu khác cái vân tay đó, vân tay của người khác đưa vào thì cái máy nó không có hoạt động. Nhưng mà
Nói là nói như vậy không có nghĩa là cái máy nó có cảm giác, cái đó mới gọi là không cảm giác, bởi nó là vô tri giác mà. Cái máy là vô tri giác, không có cảm giác. Còn bình thường ở trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta vui, có những lúc chúng ta buồn, có những lúc thì nó cũng có cảm giác, nhưng mà cảm giác không vui không buồn, thì đó là bất khổ bất lạc. Nói một cách khác, tức là cảm giác bất khổ bất lạc đó cũng là một sự biểu hiện của thọ uẩn. Còn không cảm giác á, thì nó không có biểu hiện thọ uẩn, chỉ vậy thôi. Chúng ta xin được trả lời cái câu thọ uẩn số 1 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trưng thưa tòa thầy siêu. Mà thưa tòa thầy siêu cũng là một quan điểm khác. Người ta nói rằng đối với cảnh mà mình có cảm giác khổ hay lạc là nó liên quan đến phiền não. Một người mà đoạn tận phiền não thì không có khổ lạc trước đối với cảnh. Đó là quan điểm thứ nhất ở bên ngoài. Có nhiều người họ nghĩ như vậy. Nhiều khi mình nghĩ rằng cái cách họ mô tả Phật Thánh như là những vị chai đá không có cảm giác. Nhưng mà trong kinh tạng Pali nói rằng các vị A-la-hán đoạn tận phiền não không còn phiền não nhưng mà vẫn còn khổ lạc. Thì đó có thể giải thích là tại sao khổ lạc á, nó không nhất thiết là phiền não. Và đối với nhiều người á, thì mình sống mà mình có thái độ khổ lạc đó là tiêu cực hay tích cực. Nhưng mà trong cái thời đại có nói rằng cái khổ cái lạc nó có thể là quả quá khứ mà nó có liên quan đến cái thái độ tiêu cực hay tích cực. Xin kính thưa tòa quan hệ gia rõ về điểm này. Kính bạch trên tổng đức, kính thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta nói đến thọ mà theo ba thọ đó, thì khổ lạc và phi khổ phi lạc. Mà nếu thọ mà nói theo năm, nói theo năm thọ thì có khổ thọ, ưu thọ, hỷ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thì xả thọ ở đây là nó đồng với phi khổ phi lạc thọ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến khổ thọ trong tam thọ đó, thì khi mà chia ra theo hệ thống năm thì chúng ta phải hiểu cái khổ thọ và lạc thọ đó nó có hai phần. Khổ thọ thuộc về tâm, khổ thọ thuộc về thân. Cittasika dukkha vedana kaya kajika dukkha vedana. Khổ thuộc về tâm tức là thọ ưu dobanessa sahagata, cái đó nó thuộc về não. Cái khổ thọ đó thuộc về não. Còn cái khổ thọ thuộc về thân kajika kajika dukkha ở đây là chỉ cho cái thân thức thọ khổ dukkha sa gà tăng kaya vinyana là thân thức thọ khổ.
Cái thân thức thọ khổ này tức là cái cảm giác đau đớn của thân, cảm giác đau đớn của thân. Và cái cảm giác đau đớn của thân này không có liên hệ gì về phiền não cả. Và vị A-la-hán dù đã đoạn trừ phiền não, tức là tham sân si ngài đã đoạn trừ, thì sân mà thọ ưu đó, cái khổ thọ thuộc về tâm đó, tâm sân thọ ưu đó, thì khổ thọ đó không có. Nhưng mà thọ khổ về thân là thọ về thân thức thọ khổ thì vị A-la-hán mình có. Cũng vậy đối với thọ lạc, nói theo tam thọ thì lạc này nó có hai. Nếu mà lạc về tâm chỉ cho thọ hỷ, và lạc về thân là thân thức thọ lạc. Thì thọ hỷ nếu mà thọ hỷ thuộc về tham, tức là tâm tham thọ hỷ, thì vị A-la-hán bậc thánh không còn, bậc thánh A-la-hán không còn. Nhưng mà thọ hỷ mà thuộc về ý thức giới, mà thuộc về tâm tố kriya, kriya chất tắc, như là tâm đại tố maha kriya chẳng hạn, thì cái tâm tâm tố thọ hỷ đó vị A-la-hán vẫn còn. Còn riêng về thọ lạc thuộc về thân ấy, thì vị A-la-hán vẫn vẫn có. Khi mà ngài đi ở giữa trời nắng mùa hè thì thân ngài cũng biết nóng vậy chứ, ngài cũng biết nóng, cái đó là thân thức thọ khổ. Và nếu mà có một làn gió thổi qua, hay là trong lúc mà nực nổi oi bức mà ngài xuống suối ngày rửa mặt, hay là ngày tắm rửa thân thể, thì lúc bây giờ cảm giác thân thức thọ lạc đó ngày vẫn có. Cho nên ở đây đó, tại hỏi rằng là tại sao khổ thọ và lạc thọ không nhất thiết liên hệ tới phiền não, là bởi vì khổ thọ thuộc về thân thì cái này nó thuộc về quả dị thục, nó không có liên hệ đến phiền não. Còn khổ thọ thuộc về thọ ưu á, thuộc về tâm sân thọ ưu á, thì cái đó là phiền não, liên hệ tới phiền não vì nó đồng sanh với phiền não sân, cái thọ ưu đồ mà nó sắc. Còn thọ lạc không nhất thiết thuộc liên hệ tới phiền não, là bởi vì nếu mà thọ lạc về thân khổ, thân thức thọ lạc thì nó không có liên hệ phiền não. Còn thọ lạc về ý thức giới thì như chúng tôi đã nói, thọ lạc đó thuộc về thọ hỷ, thuộc về hỷ thọ của cái tâm đại tố, cái tâm đại tố hay là tâm duy tác dục giới hữu nhân, tâm duy tác dục giới hữu nhân, thì cái tâm thọ hỷ đó nó không có liên hệ tới phiền não, vì A-la-hán vẫn có. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trong cái câu mà Đức Phật nói rằng, này cái tỳ kheo, kẻ phàm phu khi mà bị khổ chi phối thì nó bị tới hai mũi tên, nó bị hai mũi tên bắn trúng, tức là thân thức thọ khổ, tâm thọ ưu, cái đó là khổ thân và khổ tâm, là hai mũi tên. Nhưng người này cái thì kheo đối với vị thánh A-la-hán thì chỉ có một, vị thánh A-la-hán của A-na-hàm thì chỉ có một mũi tên thôi, tức là thân thức thọ khổ nhưng mà không có tâm thọ ưu, là bởi vì ngài đã đoạn trừ phiền não sân rồi. Cái đó chúng ta phải hiểu trong cái câu nói được dẫn chứng ở trong
Ở trong Tăng Chi Phật Kinh là như vậy. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Chư Đặng vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trinh Thượng Tọa Từ Sư. Bạch Thượng Tọa Từ Sư, trong cái nhìn thường thức á, thì một khi mà chúng ta có tâm bi mẫn, tức là chúng ta cảm thông được đau khổ cho chúng sanh khác á, thì trong sự cảm thông đó chúng ta phải đau và phải xót. Nếu mà mình không đau không xót thì chưa gọi là không. Cái của người đời nói như vậy. Hay là một ví dụ như là trong kinh Phật giáo Bắc truyền đó, khi mà ngài Mục Kiền Liên vào trong địa ngục thấy mẹ là bà Thanh Đề đang chịu khổ quả đó, thì ngài buồn khổ, rất là đau khổ, thậm chí có một vài vị diễn tả là ngài khóc nữa. Hay là đôi khi chúng ta nói đến cái chuyện mà một người đệ tử Phật mà thương kính Đức Phật, ở trong cái lòng thương đối Phật, thương kính Phật đạo sư đó, thì cũng buồn nghe Đức Phật kỳ biên tịch đó, thì khóc chảy nước mắt. Nhưng bây giờ bảo rằng mình thương kính Đức Phật mà không có ưu bi, bảo rằng mình có tâm bi mẫn với muôn loài chúng sanh, cảm thông sự đau khổ mà không có ưu bi, thì có nhiều người rất khó hình dung vì chuyện đó. Thì Thượng Tọa có thể giải thích thêm là làm thế nào mà chúng ta nhận thức, chúng ta lãnh hội được rằng mình vẫn có thể thương kính Đức Phật, thương kính cha mẹ, hay là cảm thông sâu sắc nỗi khổ chúng sanh nhưng mà không có ưu bi, không có sầu não không? Xin Thượng Tọa Quan Hỷ giải rõ về điểm này, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Trước hết là chúng ta cũng nên xác định lại một điều. Là tôn giả, cái chuyện mà hình ảnh là tôn giả một liên đau khổ, bi lụy khi thấy mẹ chịu khổ trong cảnh địa ngục, đó không có trong kinh, trong Tam Tạng Pali, không có. Cái sự kiện nó không có. Bởi vì như chúng tôi đã nói khi nãy, là cái ưu bi của chúng sanh, cái sầu bi của chúng sanh, nó thuộc về khổ tâm. Thì một vị A-la-hán là không còn cái phiền não sân, cho nên không có cái trạng thái khổ tâm này. Còn bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện mà thương xót chúng sanh bằng cái tâm bi, thì ở đây chúng ta phải hiểu chữ Karuna. Chữ Karuna nó khác với chữ Paridewa. Soka Paridewa Dukkado Manasubayasa Sầu bi khổ ưu ai. Thì chữ bi đó tức là cái sự khóc lóc, cái sự khóc lóc. Xin hỏi quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Cái chữ Karuna đó nó có ý nghĩa, mặc dù chúng ta nói chữ Karuna có nghĩa là bi, nhưng mà chữ bi đó chúng ta phải hiểu khác. Theo Trung Thân Tịnh Đạo thì giải thích ra trạng thái thế này: một cái thái độ đối lập trực tiếp, đối lập
trực tiếp của bi, của tâm bi, karuna, tức là cái sự tàn hại chúng sinh, cái sự ác ý với chúng sinh, cái đó là đối lập trực tiếp. Còn đối lập gián tiếp á, thì có nghĩa là cái trạng thái buồn khổ, cái trạng thái buồn khổ, khóc lóc, bi thảm. Cho nên cái sự khóc lóc bi thảm đó, cái này không phải là, không phải là cái ý nghĩa của cái tâm bi karuna. Một người Phật tử chân chính hay là một vị thánh thinh văn thương xót chúng sanh bằng cái tâm bi mẫn đó, thì ngài có nghĩa là cảm thông cái sự khổ đó, nhưng mà ngài không có cảm thọ ưu bi. Ngài cảm thông sự khổ của chúng sanh, nhưng mà ngài không có cảm thọ ưu bi. Chúng ta nhớ vậy. Còn kẻ phàm phu chúng ta thì khi mà chúng ta thấy chúng sanh khát khổ, chúng ta động tâm, mà chúng ta động tâm vì không có khéo tác ý, nên cái động tâm đó, cái sự xót thương đó, nó lại bị lệch qua cái trạng thái gọi là ưu bi, bị lệch qua cái trạng thái ưu bi. Mà chúng ta nghĩ rằng là thấy một người như vậy, chúng ta nghĩ người có đó có tâm bi lớn quá, nhưng không phải. Cái tâm đó không phải là tâm bi, cái trạng thái đó là cái trạng thái sầu bi, chứ không phải là cái sự bi mẫn. Cái sự bi mẫn đó, karuna, nó khác với cái chữ sầu bi paradewa, soka paradewa. Cho nên hai cái trạng thái này chúng ta phải hiểu nó khác nhau. Không phải luôn luôn lúc nào chúng ta thương xót chúng sanh cũng phải bằng cái cảm thọ ưu bi. Nếu mà mình có cái tâm bi mẫn với chúng sanh đó, là thương xót bằng cái sự cảm thông và tìm cách giúp đỡ, chứ không phải là ưu bi. Thì chúng ta thương kính Đức Phật quý vị, khi mà nghe tin Đức Thế Tôn sắp viên tịnh Niết Bàn, thì chỉ có những vị tỳ kheo phàm phu hay là những cái bậc hữu học mà chưa dự trừ được cái thọ ưu á, chưa dự trừ được thọ ưu, nói đúng, nói rõ ra là chưa dự trừ được cái tâm sân, cái phiền não sân. Cái điều này thì cũng xin nói rõ là ở trong vi diệu pháp, khi mà nói cái chữ đô sát, chúng ta nhìn là sân, thì các vị đừng có hiểu là cái sự tức giận nha. Cái chữ sân ở đây, chữ đô sát có nghĩa là trạng thái, cái trạng thái bức xúc của tâm, trạng thái bức xúc của tâm. Thì ở đây khi một vị tu đầu quần Tư Đà Hàm hay là hạng phàm phu, khi mà bắt vị đệ tử đó mà nghe tin Đức Phật Niết Bàn, vì đó nức nở thương tiếc khóc than, nhưng mà đối với bậc A-la-hàm và vị A-la-hán thì
các vị đó giữ một cái trạng thái tâm rất là bình thản. Các ngài cứ suy nghĩ rằng mọi pháp hữu vi đều là vô thường, cho nên trong lúc đó không phải là các ngài không có sự thương kính Đức Phật, nhưng mà các vị thánh A-la-na hàm A-la-hán, các vị đó hiểu rõ về cái bản chất, cái định luật của pháp hữu vi, cho nên các vị đã không có sầu khổ, không có ưu vi, không có sầu khổ, không có ưu vi. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái sự xót thương nó có hai. Nếu bằng cái tâm bi mẫn thì có nghĩa là mình không có cái ý muốn chúng sanh nó khổ, không có ý muốn cho chúng sanh nó khổ, mà chỉ muốn cho chúng sanh đã thoát khỏi sự khổ. Và tìm cách hay là suy nghĩ đến cách để làm cho chúng sanh đó hết khổ, thì như vậy đó là cái thái độ của tâm bi. Trong khi đó thì cái trạng thái sầu não nó không có giải quyết được gì, không có giúp được gì cho cái chúng sanh đau, đang đau khổ. Mà cái sự sầu khổ đó chỉ là cái trạng thái tâm khó chịu mà thôi. Trạng thái tâm khó chịu mà thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái lòng bi mẫn đó là cái trạng thái tâm tích cực. Còn cái trạng thái sầu bi đó thì cái trạng thái đó là tiêu cực. Bởi vì lo mình khóc lóc, mình tuyệt vọng, thì lúc bây giờ mình đâu có giúp được gì cho người ta đâu. Còn người mà có tâm bi thật sự, cái tâm bi mà thuộc về thiện pháp á, thuộc về thiện tâm, thì cái tâm bi đó đó, theo ở trong chú giải Atakatha các một số vị giải thích, thì cái tâm sở bi nó vẫn có đồng sanh với cái tâm đại thiện thọ hỷ, tâm thiện dùng giới thọ hỷ, chứ không phải là chỉ riêng cái tâm thọ xả, mà luôn cả tâm thọ hỷ cũng có tâm bi nữa, chứ không có loại trừ ra. Bi và thọ hỷ không có loại trừ. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái tâm sở mudita là tùy hỷ, không có nghĩa là ở cái trong tâm thiện thọ xả không có tâm tùy hỷ, không phải. Là bởi vì hỷ không phải là cái sự vui cười, tùy hỷ mudita không có nghĩa là cái sự vui cười hớn hở, mà là cái sự bằng lòng với hạnh phúc của chúng sanh khác, không có sự ghen ghét, không có sự ghen ghét, không có đố kỵ. Do đó cho nên với cái tâm thiện thọ xả nó vẫn có thể thể hiện được cái trạng thái bằng lòng với sự hạnh phúc chúng sanh khác. Như thế nào thì đối với bi karuna cetasika, tức là bi tâm sở, thì chúng ta cũng phải hiểu được là tâm thiện thọ hỷ vẫn có như thường, tâm thiện thọ hỷ vẫn có tâm bi như thường. Rồi đây chúng ta nghe, chúng ta lại thắc mắc nữa, chúng ta hỏi gì chứ? Tại sao mà thấy chúng sanh khác khổ mà cái tâm mình thọ hỷ vui? Không phải như vậy, thưa quý vị. Cái trạng thái thọ hỷ sovanasa, tức là cái trạng thái tâm yên bình, cái trạng thái tâm thoải mái, gọi là sao tác, chứ không phải là vui cười. Mà trước cái sự khổ chúng sanh khác mà mình vui cười như vậy, làm sao mà gọi là tâm bi thương xót chúng sanh được. Đi đến một cái đám tang, mặc dù
người chết không có liên hệ với mình không có sự mất mát, không có sự xót thương gì hết. Nhưng mình đi đến mình cũng phải làm ra vẻ cái mặt ảm đạm, âu sầu chút xíu. Cái đó là theo thường tình thôi. Nhưng mà đối với một người tu tập thì trong trường hợp khỏi cần phải đóng kịch cái gì cả. Miễn làm sao chúng ta giữ được một cái trạng thái tâm. Nếu không thì chúng ta giữ cái trạng thái tâm xả. Và nếu mà chúng ta có bị trạng thái tâm thoải mái là vì chúng ta không có sự chấp nhận phiền não, không có sự chấp nhận phiền não cho nên mới có sự thoải mái. Thì ở đây đó, cái này nó tinh tế một chút xíu. Nếu mà chúng ta học diệu pháp và chúng ta dùng cái gọi là Cittamaya Panya, tức là cái trí tư đó, để mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ hiểu ra thôi. Còn nếu mà chúng ta chỉ dựa trên cái ngôn từ, cái lý thuyết, cái lý luận bằng cái ngôn từ thì có đôi khi chúng ta lại không mô tả hết được cái trạng thái đó. Và những ai có sự tu tập từ Metta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita và Xả, Upekkha thì chúng ta tu tập thuần thục thì chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa này. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ cái lời và cái câu thích với cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thưa tòa thượng sư, thưa tòa Pháp Đăng, thưa tòa có ở trước máy và thưa tòa có nghe được không? Xin tỉnh thưa tòa quan hệ trả lời câu này là có nhiều người quan niệm rằng khi mà mình có một cảm thọ sinh khởi đó, mà mình có chánh niệm nhìn cảm thọ đây thì cảm thọ biến mất. Thí dụ mình đang buồn mà mình có chánh niệm về cái buồn của mình đó, thì cái buồn biến mất. Và người ta nói là khi mình đang ngồi thì mình đau, mình thấy được cái đau của mình thì cái đau biến mất. Điều đó có thật hay không? Hay là chỉ là một cái lời đồn đại thôi, chứ thực sự nó không có như vậy. Xin kính thỉnh thưa tọa hoan hỷ giải rõ về điều này. Dạ xin lỗi thưa tòa, Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thưa tòa Pháp Đăng nghe được và trả lời được, xin thỉnh thưa tòa cầm mic. Dạ quý Phật tử quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Quý vị qua khi chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ.
buồn bực cái cầm alo dạ ở trong cái câu thảo luận số 4 á, một người đang trải qua cái cảm giác khổ hay lạc, nếu quan sát với chánh niệm thì cảm thọ có tan biến không? Mà chúng ta biết rằng đối với các cảm thọ nó cũng chỉ là một vô thường thôi, thì không có cái gì mà nó này có máy tập chim nữa. Đối với các cái cảm thọ nó không phải là thường, nó là vô thường. Thành ra khi mà nó có, nó đã là vô thường rồi thì tất cả những cảm giác nào cũng đều là vô thường hết. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái người mà như là cái câu chuyện của vị trưởng lão đó đó, khi mà người chị gái cho cái nhóm mướn một nhóm người để sát hại cái vị này đó, thì vị này khi mà gặp mấy chục tên cướp bay mình giữa và nói đến cái sự mà đoạt mạng sống của mình, thì cái vị tỳ khưu này đã nói với bọn cướp là hãy cho tôi được sống đến sáng. Nhưng mà bọn cướp nói với vị tỳ khưu này lấy cái gì để bảo đảm rằng ngài không có trốn trong đêm nay. Và vị tỳ khưu này đã dùng cục đá đập hai cái xương ống quyển, hai cái xương ống quyển, và khi đập như vậy đó thì quý vị biết rằng cảm giác khổ thọ rất là kinh khủng. Vị đó ngồi, vị đó quán xét và vị đó đắc đạo quả A-la-hán khi mặt trời mọc lên. Và bọn cướp đã sát hại cái vị tỳ khưu này. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái cảm giác đau đớn mà hai cái ống quyển bị đập một thời gian, một tiếng, hai tiếng đồng hồ, những cái cảm giác nó càng tăng những cái cảm thọ khổ lên nữa. Nhưng mà cuối cùng vị đó quán xét những cái cảm giác dù là khổ nào nó cũng trở thành bề thanh lương. Có nghĩa là chúng ta biết rằng cái cảm thọ với địa ngục thì nó kinh khủng lắm. Và chúng ta nghe câu chuyện mà Đức Phật ngài nói về một cái người bị đánh, một bị đâm 100 giáo buổi sáng, 100 giáo buổi trưa, 100 giáo buổi chiều, thì cảm thọ đó chỉ bằng một miếng đá với núi đá thôi. Như vậy thì Đức Phật ngài tuyên bố cảm thọ địa ngục rất là kinh khủng như vậy. Nhưng mà rồi những cảm thọ đó cũng chỉ là cảm thọ thôi. Và chúng ta cũng đã từng rớt vào địa ngục, chúng ta cũng từng sanh vào những cảnh giới khổ đau đó, nhưng mà rồi những cảm thọ đó chỉ duy trì cái khổ quả. Khi cái khổ quả hết thì chúng ta cũng tái sanh về cảnh này cảnh kia. Thì cũng như vậy, những cái cảm thọ nào nó cũng chỉ là một thời của nó, gọi là thọ đó, khổ đó, vì nó đang tồn tại gọi là khổ, nó biến hoại gọi là lạc. Khi mà những cảm thọ khổ mình chịu đựng không được đó, thì mình gọi là khổ thọ. Nhưng mà khi mà nó biến hoại thì nó cảm giác mà nó không đau đớn nữa thì gọi là lạc thọ. Thường thường thì những người nào mà bị những cái vết thương đó, mình không có uống thuốc để trợ giúp đó, để giảm bớt cảm thọ, thì quý vị sẽ biết rằng ngày đầu, ngày thứ hai, ngày thứ ba rất là đau đớn kinh khủng. Nhưng mà qua đến thứ tư á thì cái vết thương bắt đầu nó lành, thì những cảm thọ đau đớn nó không có nữa quý vị. Nên thường thường quý vị biết rằng có những người họ tuyệt vọng đến họ muốn chết đi á, vì họ gặp những cái sự bức bách. Nhưng mà chúng ta cứ nói với họ là ba bữa nữa tôi sẽ chỉ cho bà một cái cách để bà lấy số tiền đó lại, hoặc là ba bữa tôi sẽ chỉ cho bà một cái cách để bà làm giàu, hoặc là ba bữa tôi sẽ giải đáp cho bà một cái việc thành công. Bà này bà vượt qua được ba ngày cảm thọ rồi, bây giờ nói bà không có gì hết, nhưng mà bà có muốn chết nữa không? Thì bà không muốn chết nữa quý vị. Thành ra cảm thọ nó cũng là vô thường, cảm thọ nó cũng là vô thường. Nên cái cảm thọ nó không phải là thường. Khi mà chúng ta bị áp bức ấy, thì chúng ta sầu bi, nhưng mà cái cảm thọ nó cũng bị biến hoại. Nên tất cả những cái người mà quý vị thấy họ gọi là tuyệt đường sinh lộ đi, họ muốn chết, nhưng mà chỉ cần một bữa, hai bữa, là ba bữa là họ không muốn chết nữa. Những cảm thọ đã thay đổi rồi, nó đã vô thường, nó đã thay đổi rồi, nó không còn là những cái sự khốc liệt nữa. Bởi chúng ta biết rằng những cảm thọ như vậy á, thì dù cái khổ thọ nào cũng như vị địa khu này đập hai cái ống quyển, chúng ta suy nghĩ thôi, chúng ta cũng đã thấy kinh khổ rồi, kinh cảm rồi, mà vị này dám đập hai cái ống quyển chân mà quán từ sáng, từ tối đến sáng, vị này đắc quả A-la-hán. Thì như vậy là những cái cảm thọ nó cũng vô thường, dù là thọ lạc hay là dù là thọ khổ, nó cũng biến hoại quý vị. Nó biến hoại theo thí dụ thì chúng ta thấy không, mình nói là đau, mình đau quá rồi cái gì hết đau vậy đó. Có nhiều người họ nói như vậy, không biết quý vị có đồng tình hay không thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà có nhiều người họ đau, họ nói đau quá rồi, bây giờ nó hết đau rồi.
Có nghĩa là cái cảm thọ nó tới lúc nó cùng cực rồi đó, nó lên một cái đỉnh điểm đó, thì bắt đầu nó mới tuột dốc xuống, quý vị. Chúng ta hiểu giống như một người lên trên cái núi rồi bắt đầu tuột xuống núi vậy đó. Không phải là chúng ta cứ lên núi hoài. Dù là lúc chúng ta lên núi, những cảm thọ nó tăng 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 tăng. Như là cái câu chuyện của ông Cấp Cô Độc mà hỏi ngài Sariputta, ngài hỏi ông Cấp Cô Độc đó, bây giờ ông vượt lên mà sống hay là ông chìm xuống mà chết đó. Thì ông Cấp Cô Độc nói rằng giờ chỉ chìm xuống mà chết thôi, những cảm thọ nó như vậy. Nhưng mà thực sự ra những cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi quý vị. Chứ không phải là những cảm thọ đó nó là trường tồn, thường hằng hay là bất biến, đâu phải. Những cái cảm thọ chỉ là những cái pháp do xúc làm duyên thôi. Do lúc nào xúc chạm vào thân chúng ta mà chúng ta cảm thấy nó còn đau á, thì nó còn khổ. Nhưng mà khi mà xúc chạm á, nó không còn đau nữa thì nó trở thành lạc rồi quý vị. Quý hiểu cái người mà bị cái vật gì nó đè vô cái chân á, mình ta gọi là bây giờ máu nó đông rồi hay là nó tê rồi, hết cảm giác rồi, thì lúc đầu nó đè lên cái chân người ta chưa lấy ra được, nhưng mà hồi nó lấy ra được hỏi: ủa cái chân của tôi hả, tôi hết đau rồi, hồi nãy tôi đau quá tôi khóc chứ bây giờ tôi hết đau rồi. Chúng ta hiểu rằng những cái người mà khi họ bị đè lên cái vật gì đó, người ta nói là máu nó đông hay là nó hết cảm giác rồi, nhưng mà thật sự nó không phải hết cảm giác luôn, không phải. Nó chỉ tạm thời đè như vậy, cái cảm giác khổ nó đến cực độ rồi, nó qua cái khổ và bắt đầu nó biến hoại, rồi một hồi nó khổ nữa, không phải cái khổ thường hằng, không phải là cái khổ không có, nó do cái điều kiện của xúc thôi để sanh lên cảm thọ. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thọ nào mà chúng ta quan sát á, chúng ta thấy nó chúng ta thấy cái đặc tính vô thường biến hoại của nó, chứ không có cái gì gọi là số một, không có gì là trường tồn, không có gì là thường hằng bất biến. Các pháp hữu vi chỉ do cái xúc làm nhân, xúc làm duyên thôi quý vị. Thì ở trong cái câu của câu thảo luận số 4 thì con xin trình bày như vậy, nếu quý vị cần nói thêm thì tỉnh thượng tọa. Sao thuộc kính trình thượng tọa Pháp Đăng. Bạch thượng tọa Pháp Đăng, trong truyền thống Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa đó, thì thường có những cái câu như là câu thoại, ví dụ như là nói là quán thân để thấy bất tịnh, quán thọ để thấy vô thường, quán tâm để thấy khổ não, quán pháp để thấy vô ngã. Thì cái câu có áp dụng được ở trong kinh điển Pali không? Thí dụ như là có phải là mình quán thân chỉ để thấy bất tịnh, hay là quán thọ chỉ để thấy vô thường, hoặc giả là chúng ta nói cách khác là dù là vô thường, khổ, vô ngã thì tất cả thân đạo tâm pháp chúng ta đều thấy hết. Xin thỉnh thưa tọa hoan nghị giải rõ về điểm này. Thỉnh thưa tọa. Alo. Alo. Thật sự là quý vị thấy cũng người sáng này chúng tôi mở cái máy lên mà chúng tôi kèm, xong rồi chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi nói chuyện không được, thấy cũng khó chịu. Bây giờ biết rồi thì nó cũng rất là dễ quý vị. Sáng không biết thiệt, đúng là cứ mò tới mò lui không biết sao mà nói cho quý vị nghe. Bây giờ thì biết rồi, dễ, cứ đẩy lên đẩy dừng trò chuyện thì là coi như nói chuyện được. Thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật thì nói rằng cái tướng trạng, khi một người mà họ thấy được vô thường thì họ thấy được vô tướng, họ thấy được khổ, thấy được vô nguyện, thấy vô ngã thì họ thấy không tánh. Bởi vậy thường thường quý vị biết rằng tam giải thoát môn giống như một cái cửa thành, nó có ba cái thành, nó có ba cái đường để vô cái thành đó, mà chúng ta vô bằng cái đường nào cũng được. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói khi mà chúng ta thấy vô thường cũng đồng nghĩa chúng ta thấy khổ, mà hễ chúng ta thấy khổ đồng nghĩa chúng ta thấy vô. Tại vì ba cái tướng này nó giống như một cái cây mình gọi là cây kiển á. Một cái người họ thấy cái cây này là gỗ quý, một người dược thảo thì họ nói cây này là cây thuốc, như một người mà họ chơi bonsai họ nói cái cây bonsai đẹp. Nhưng mà thật sự cũng chỉ là cái cây đó thôi. Khi mà chúng ta thấy trên danh sách á, dù chúng ta thấy vô thường hay là chúng ta thấy khổ, thấy vô ngã, ba cái đặc tánh đó đều là cái mục đích của nhã, được cái xả ly và dứt trừ được cái tham ái, thấy được minh thôi. Thì chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà họ thường tu tập á,
Ví dụ chúng ta thấy như là nàng Bhattacharya đó, khi nàng rửa nước, nước nó chảy thấy xa thấy gần, thì ngài thấy cái mạng sống con người nó cũng mong manh như vậy, thoạt còn thoạt mất, thì chúng ta gọi là thấy vô thường. Ví dụ chúng ta thấy như là cái vị địa khu này đập cái chân rồi thấy khổ đó, thấy cái thân ngũ quẩn này là khổ. Rồi vị này khi mà nói đến khổ là cái cảm giác trên thân, dù cái khổ thọ thì có mấy đi nữa nó cũng là khổ thôi, nó cũng là chỉ là khổ thọ thôi. Chúng ta thấy như địa ngục mà Đức Phật thì ví dụ như là một người bị đâm 100 giáo buổi trưa, 100 giáo buổi sáng, 100 giáo buổi chiều. Mà Đức Phật ngày chưa thì câu hỏi về cái khổ ở địa ngục, thì Đức Phật nói rằng ngày cầm lên miếng đá, ngày nói rằng cái miếng đá này nó chỉ là một, giống như một người bị 300 giáo một ngày, đối với cái khổ địa ngục giống như là cái núi quê bên lá vậy, cái khổ nó kinh khủng như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rằng tất cả những khổ thọ đó do xúc thôi. Ví dụ vậy, chúng ta thấy rằng mình phỏng một cái tay với một người phỏng toàn thân. Một cái người phỏng á, nếu mà nói rằng cái người phỏng cái tay và người phỏng toàn thân á, cái khổ thọ cũng giống nhau. Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì cái người mà khổ bị phỏng toàn thân nó kinh khủng khổ. Nhưng mà thật sự ra cái khổ thọ chỉ là khổ thọ thôi. Mình bị phỏng cái tay á, mình thấy mình đau đớn khó chịu, thì cái người phỏng toàn thân cũng chỉ đau đớn khó chịu. Nếu mà nói về trên phương diện cảm giác, chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mà cái tưởng tượng của chúng ta, chúng ta nghe nó một người phỏng cái tay thì còn đỡ, cái người phỏng toàn thân kinh khủng lắm. Thì chúng ta thổi phồng cái cảm thọ lên thôi, chứ thật sự cái khổ thọ chỉ là khổ thọ thôi. Khổ thọ chỉ là khổ thọ thôi, chứ khổ thọ, bởi vì ví dụ chúng ta nói khổ, một cái người phỏng toàn thân thì mình nói khổ, nhưng mà thật sự cái thân thức toàn khổ nó sanh lên đó, nó cũng có xúc rồi cũng có thọ, hay là cũng chúng ta gọi là như là tâm diệu pháp nói rằng khai thân thức rồi tiếp thâu, rồi quan sát cái cảm thọ đó, rồi đoán định cái cảm thọ đó, động lực ưu. Chúng ta nói như vậy á, thì dù là một cái cảm thọ hay là hàng trăm cái sự cảm giác của ta đó, thì nó cũng chỉ là cái thọ thôi, nó cũng chỉ tròn là cái thọ, nó cũng diễn chiến tiến như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thường hay thổi phồng tự ngã, ô người này họ khổ kinh khủng luôn, người này họ khổ cái chút mà. Nhưng mà thật sự hai cái người, dù là cái người phỏng toàn thân hay là cái người phỏng cái tay đó, thì cái cảm thọ đau đớn cũng là cảm thọ đau đớn thôi. Nhưng mà nó kéo dài hay là nó ít hay nhiều thôi. Ít hay nhiều, ví dụ mình phỏng cái tay á, thì mình cảm thọ một giai đoạn thôi. Còn cái người kia nó nhiều ở trên thân, thức nó nằm khắp châu thân, thì họ cảm thọ bây giờ cái mặt nó đau hơn là cái tay nó đau hơn cái chân này nó đau hơn cái chân cái nó đau hơn cái chân phải, thì chỗ nào mà gọi là cảnh trưởng á, thì mình thấy cái cảm thọ nó trội hơn. Mình gọi là cảnh rất lớn á, thì cái tâm nó sinh khởi. Và khi tâm sinh khởi, mình đặt vào chỗ này á, thì nói chỗ này đau nhất nè, chỗ kia nó không có đau bằng. Thì dù là cái người cảm thọ toàn thân á, với một cái người cảm thọ phỏng trên cái tay nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà vì cái thân căn nó nằm khắp châu thân á, thì có nhiều cái điểm để cho thân căn nó sinh khởi. Nên cái cảm thọ mình hiểu nó là khổ thọ là khổ thọ như vậy. Nhưng mình rồi mình nói cái người này khổ nhiều hơn người khổ ít hơn á, mình phải hiểu rằng cái thân thức nó nhiều chỗ bị xúc chạm. Còn kể trên bàn tay á, có một chỗ bị phỏng thôi. Còn cái người kia khắp châu thân đều là thân thức và cái cảm giác sanh khởi lên đó. Nên cái tâm thọ khổ nó nhiều, khi mà người đó để ý chỗ nào thì người đó thấy chỗ đó đau hơn chỗ kia. Nhưng mà thực sự ra một người mà họ phỏng một cái bàn tay á, họ chỉ thấy trên cái bàn tay thôi, thì họ nói cái bàn tay tôi đau hơn cái mặt của ông. Thì họ nói như vậy thôi, chỉ là cái cảm thọ. Và do họ bị cái tưởng nó xen vào, cái tưởng điên đảo họ xen vào, họ nói họ đau hơn người kia, và cho rằng người kia đau ít hơn. Rồi người kia đó, họ nói rằng tao phỏng hết cả người tao, cái mặt tao nó đau nhất nè, mày cái tay mày sao đau bằng cái mặt tao. Người ta nói như vậy thì người ta cũng giống như ta thổi phồng cái cảm thọ lên, người ta nói rằng tao bị đau hơn mày. Người ta nói như vậy nhưng mà thật sự ra cái cảm giác chỉ là cảm giác thôi. Mà hai người tranh luận nhau đó, thì cái tranh luận nó chỉ ồn ào, nó tranh luận nó chỉ hí luận, và tranh luận nó trở thành xung đột, tranh đấu với nhau thôi, chứ nó không có đưa đến cái sự thanh tịnh. Mà chỉ có khi mình nhìn vào cảm thọ đó, mình thấy cảm thọ chỉ là thọ, khổ thọ chỉ là khổ thọ thôi. Khổ thọ nó không phải là lạc thọ, lạc thọ nó không phải là khổ thọ, là như vậy thôi. Khổ thọ, lạc thọ nó không phải là xả thọ. Và khi mình chánh niệm như vậy, mình mới thấy được các cái cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi. Và không thấy được cái người cảm thọ, và không thấy được người cảm thọ là mình không có phân biệt. Mình chỉ thấy cảm thọ là cảm thọ. Còn khi mà mình phân biệt tôi đau, chỗ này đau nhiều, chỗ kia đau ít, mình sẽ tranh luận với nhau, mình sẽ xung đột với nhau.
Thì trong cái câu của thượng tọa hỏi thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa. Sau thủ kinh trình thủ đoạn học đồng chú ý Phật tử trong đời sống của chúng ta cảm thọ thường là cái thước để đo hạnh phúc. Chúng ta thường có một thái độ phản ứng mạnh mẽ đối với các cảm thọ. Một cái kinh nghiệm quan trọng của hành giả tu tập là ban đầu thì mình quan sát những cảm thọ này, nhưng mà rồi chúng ta phải dần dà làm quen và giữ thái độ bình thản. Chúng tôi nhớ rằng có một vị thiền sư nói rằng khi mà mình mới tu tập đó, thì đối với cảm thọ giống như một người mà mới nhận vào trong nhà một đứa trẻ, một đứa cháu, nó về nó sống cái vui, cái buồn, cái bận rộn của mình. Nhưng mà dần già rồi để tiếp tục sống chung với nhau thì phải đưa nó trở về với cái sự bình thản. Và một khi mà hành giả thường tu tập chánh niệm rồi thì cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi. Đó là ở trong kinh vô ngã tướng và bị thọ quẩn. Cảm thọ chỉ là cảm thọ, cái vui, cái buồn, cái bình thản nó chợt đến chợt đi. Và trong cái chợt đến chợt đi đó, nếu chúng ta quan sát bằng chánh niệm thì mình không có làm lớn chuyện, mình không có phóng đại, không có thổi phồng, không có bực bội nhiều, mà chúng ta sẽ giữ một cái thái độ là ghi nhận và tiếp tục ghi nhận. Ở đây nó không có đơn giản để chúng ta có được cái tâm trạng bình thản này ở trong giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu chúng ta thường quan sát và chúng ta thường nhìn thì chúng ta thấy rằng những tất cả những cảm thọ đến và đi một cách rất là bất chợt. Và trong sự bất chợt đó, đó cho chúng ta thấy một bài học lớn mà ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng nếu này các tỳ kheo, nếu thọ quẩn là của ta đó, thì người đời có thể nói xin cho thọ quẩn của ta như thế này và thọ quẩn của ta đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ quẩn thật là vô ngã nên người đời không thể nói xin cho thọ quẩn của ta như thế này hoặc đừng thế kia. Lời dạy này của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta quan sát thọ quẩn thì lâu ngày chúng ta sẽ thấy rằng các cảm thọ có cái tự tánh riêng, có cái đến và cái đi riêng, và chúng ta không có làm chủ được nhiều những cảm thọ đó. Ví dụ như là cái thoải mái của thân, cái đau nhức của thân, và khi nhìn thấy cái đau nhức của thân thì mình hiểu được rằng nó vốn là như vậy, nó vốn mình nhìn như vậy. Chúng tôi nhớ rằng khi mà 4 tháng trước khi Hòa Thượng Hộ Giác Ngài tịch đó, thì thưa quý vị, Ngài có làm một chuyến đi sang Florida để thăm bác Thảo, là một người Phật tử lâu năm, lớn tuổi, mà bác cũng đang bệnh. Bác Thảo mất sau ngày Hộ Giác 1 tháng, thưa quý vị. Và căn bệnh của bác cũng có nhiều cái đau đớn, đó là một chứng bệnh ung thư. Và khi đó thì Ngài Hộ Giác Ngài nhắc là Ngài nhắc bác Thảo là làm sao để thấy rằng cái đau, cái nhức đó mình không muốn mà nó vẫn đến, mình không muốn phải đến, tức là nó nói cái cảm thọ là vô ngã, và do vậy mình không thể đòi hỏi ra cảm thọ phải như thế này và cảm thọ phải như thế kia. Chúng ta rất là sợ nhìn cảm thọ và rất là sợ cái cảm giác mình bất lực trước cảm thọ. Nhưng mà với một hành giả đang tu tập tứ niệm xứ thì cái sự bất lực đối với chúng ta với cảm thọ
không phải là một vấn đề để chúng ta bực bội, không phải là vấn đề để chúng ta sợ hãi, mà thay vào đó, đó là một cái sự quan sát để thấy được cái tính vô ngã của chúng ta đối với cảm thọ, cũng giống như là đối với sắc quẩn, đối với tưởng quẩn, đối với hành quẩn và đối với thức quẩn. Và thấy được điều đó thì hành giả có thể đạt đến chỗ an nhiên chấp nhận. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này ở một phần khác của kinh Niệm Xứ. Và bây giờ thì thời giờ đã hết, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính thân chư tôn đức đã mở lòng quy mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sư Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu thân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt và đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước cả cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá.